Chúng ta giờ chuyển qua nói tới một số thông tin liên quan đến crypto đi thì chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đây là cái thống kê cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra từ các sàn trong thời gian gần đây đây là thời gian từ ngày 26 tháng 9 tới bây giờ khoảng chưa là một tháng qua thì trong một tháng qua chúng ta thấy được là rất rõ ràng là phần lớn đó chúng ta thấy là có nhiều BTC rời khỏi hơn là nạp vào nhưng mà thời gian gần đây giống như là từ ngày 19 tháng 10 tới bây giờ một tuần qua thì thật ra cũng không có nhiều cái sự thay đổi đó các bạn à, cũng có Bitcoin nạp vào rút ra nhưng mà cái con số không đáng kể nói chung thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy là Bitcoin rời khỏi những cái sàn giao dịch hiện tại À, về Ethereum thì chúng ta cũng thấy điều tương tự Các bạn thấy được là Ethereum thì hàng ngày vẫn có nhiều Ether rời khỏi hơn là nạp vào Nói chung thì cái số lượng Bitcoin Ether đó ngày lại càng mất đi Về phương diện giá cả đó thì cái sự ảnh hưởng không phải là ngay lập tức Các bạn đã biết là cái sự ảnh hưởng của giá cả hàng ngày là cái nguồn cung và nguồn cầu Ngay thời điểm đó chứ còn cái thường chia sẻ với các bạn đó là tổng nguồn cung trên sàn mà thôi và nói tới Ethereum đó thì à, các bạn có biết là Ethereum đã đi vào giảm phát một thời gian qua hay là không. Khi chúng ta nhìn vào 7 ngày qua đó thì Ethereum đã đi vào giảm phát là 0.21% âm và trong vòng 30 ngày qua đó là giảm phát 0.05% âm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái số lượng Ether đó ngày càng bị đốt nhiều hơn là cái số lượng tạo ra để mà thưởng cho những cái thợ đào cũng đồng nghĩa đó là chúng ta thấy được là cái tổng số đồng của Ether đó đã ít hơn so với lại cách đây 30 ngày Và các bạn có nhìn thấy được là cái biểu đồ trên màn hình đó cho chúng ta thấy là sau khi có hiện tượng năm mới Thì chúng ta thấy là đã có cái sự tăng trưởng của cái số lượng Ether tạo ra để thưởng cho những cái người mà tham gia vào staking Nhưng mà sau đó đó thì chúng ta thấy được là cái biểu đồ đã đi ngược cho xuống Bây giờ đó cái số lượng Ether gần như là bằng với cái số lượng khi chúng ta có hiện tượng năm mới Và chúng ta có thể nhìn thấy được à, là cái số lượng được sinh ra ra trong vòng 39 ngày qua chỉ có 1621 ether mà thôi thì cái số lượng này đó có nhiều hay là không thì rất là ít so với trước đây các bạn nếu như mà chúng ta vẫn còn hệ thống đào đó thì trong vòng 39 ngày qua đây chúng ta có thêm 472.866 ether tại vì chúng ta có chế độ EIP 1559 cùng với lại hiện tượng hôm mới à, giảm phần trăm lạp phát xuống cho nên chỉ có 1.600 ether được sinh ra mà thôi và trong vòng 30 ngày qua đã có ít ether hơn so với ba ngày trước. Đó là cái tình trạng giảm phát của ether. đương nhiên thì có nhiều người chỉ ra được đó là có thể đây không phải là tình trạng mãi mãi, tại vì uh, tình trạng này có thể là tại vì có một cái đồng tên là Zen crypto. Đây là đồng thường cũng không có rành lắm. Nhiều người thì cho đây là đồng lừa đảo thôi thì không có biết. Nhưng mà nói chung nó đây là một đồng mà trong uh, vài ngày qua đó được sử dụng rất nhiều. Mỗi lần mà có nhiều người sử dụng uh, phí trên mạng lưới của Ether đó thì cái phí đó một phần sẽ bị đốt đi. Đó chính là cái phần Ether bị đốt đi dựa theo cái đề xuất EIP 1559. chín uh, và chúng ta có thể nhìn thấy được là bây giờ đó đồng gen crypto không phải là đồng mà sử dụng nhiều phí gas nhất nữa. Uh, và mà chúng ta đã có Uniswap là uh, dẫn đầu phiên bản uh, 3 và phiên bản 2. Còn Zen Crypto đã đi xuống cái phần bên dưới này rồi Nhưng mà dù sao đi nữa đó thì chúng ta thấy là điều các bạn cần nên hiểu đây là Ethereum đó đã thực sự đi vào giảm phát trong thời gian 30 ngày qua rồi Đó là một chương điều mà trước đây người ta nói là không có đâu các bạn Nhưng mà thật sự là như vậy Thôi để chia sẻ với các bạn EIP 1559 cộng với lại hiện tượng nơi mơ sẽ dẫn Ethereum vào giảm phát và đó đã là sự thật rồi các bạn Nói tới cái đề xuất EIP 1559 thì thân cũng có hỏi cầm lòng Thuân Capital là các bạn có hiểu gì về Ethereum lý do có đề xuất EIP 1559 được kích hoạt là để làm gì thì có bốn cái lựa chọn thứ nhất đó là đốt đồng gì mà cũng hỏi thứ hai đó là không khuyến khích sự thao túng phí gas thứ ba là hạn chế nguồn cung của Ethereum và thứ tư đó chính là điều chỉnh giá của Ether về 1559. À và các bạn thấy được là cả ba chúng ta nhìn thấy là cái bài bỏ phiếu này ở trên uh, Telegram chúng ta có bài bỏ phiếu tương tự ở trên Twitter và cái bài bỏ phiếu tương tự ở trên YouTube thì rất nhiều bạn đã tham gia bỏ phiếu và các bạn bỏ phiếu đó phần lớn đó chính là cái số 2 và số 3 này là không khuyến khích sự thao túng phí giá và hạn chế nguồn cung của Ethereum và thật ra nhiều bạn cũng đã đoán đúng rồi. Nhưng mà cái phần trăm lớn hơn đáng lý đâu là phải cái phần này không khuyến khích sự thao túng của phía gas thì trước khi mà có cái đề xuất EIP 1559 này được kích hoạt đó trong cập nhật lương đồn à, thì trước đó nó cái cách mà các bạn trả phí gas trên Ethereum là cái cách đấu giá giống như là ai mà trả phí gas cao đó thì thợ đào lúc đó là vẫn còn hệ thống đào thợ đào sẽ xử lý trước thì đã dẫn đến là một cái cuộc đấu giá phí gas nhiều lúc phí gas rất là cao luôn các bạn phí gas lên tới 80 đô 100 đô cũng có luôn À, khiến cho nhiều người khá là bất mãn với hệ thống của Ethereum thì sau đó đó uh, Ethereum đã đưa ra một cái đề xuất để chính là đề xuất EIP 1559 này và đề xuất này đó thì sẽ thay đổi cái cách hoạt động của phí gas ở trên mạng lưới của Ethereum và chuyển phí gas làm hai phần một phần là phí căn bản hay là base fee một phần đó là cái phí phụ thêm nếu các bạn muốn tiếp cái thời đào lúc đó hay là bây giờ những người mà tham gia vào để mà xử lý những cái giao dịch và cái lý do tại sao mà phải chia cái phí gas làm hai đó là tại vì trên mạng lưới đó sẽ tự xét cái phí căn bản là bao nhiêu dựa theo mạng lưới bận hay là không bận không giống như trước đây là đấu giá nữa có nghĩa là nếu mạng lưới tờ đó thì tự động cái phí gas sẽ được nâng lên và tất cả mọi người đều trả cái phí gas căn bản bằng nhau và những người nào muốn cái giao dịch mình xử lý nhanh hơn thì có thể là tip nhiều hơn nhưng mà để hạn chế cái sự việc là những cái thợ đào có thể bắt tay với nhau để mà thao túng phí gas à, họ có thể tự tạo ra những cái lóc giả để làm cho mạng lưới bận để lúc nào phí gas cũng cao để mà họ thu lợi cho mình à, thì EIP đã đưa ra cái chiến lược đó chính là cái phí gas căn bản đó sẽ bị đốt đi à, và vì lý do đó, đó thời đạo không có lý do gì bắt tay để mà thao túng phí gas tại vì khi mà thao túng rồi đó cái phí căn bản nó vẫn bị đốt đi họ đâu có được giữ đâu họ chỉ giữ cái phần à, phí phụ thêm mà thôi cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có hiện tượng đốt đồng này và hiện tượng này đã dẫn đến cái hiệu ứng đó chính là quản lý nguồn cung của Ethereum. Cho nên tôi muốn chia sẻ đây bạn hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Chúng ta bây giờ nói tới một số những cái con khác đi. Chúng ta có thông tin đến từ Cardano. Thì Cardano đó à, các bạn biết là một trong những cái đồng trong top 10 liên quan hợp đồng thông minh và cái công ty RayScale đó là một công ty mà đầu tư nhiều vào trong thị trường crypto này và họ có một cái quỹ đầu tư có tên là Smart Contract. Thì quỹ đầu tư này đó không có Ethereum tại vì họ có cái quỹ riêng cho Ethereum Nhưng mà họ có một cái quỹ hỗn hợp à, cho những đồng như là chúng ta nói tới Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand Thì trong cái quỹ này đó thì họ vẫn ưu tiên Cardano là cái phần trăm nhiều nhất Sau đó là Solana cho thấy được Rayscale rất coi trọng Cardano Ngoại trừ Ethereum ra họ rất coi trọng Cardano và kế đó là Solana Và chúng ta có một thông tin khác liên quan tới um, Cardano đó chính là có nhiều người chỉ trích Sam Bankman Free của FTX đó là tại sao lại không có list Cardano trên FTX liên quan tới spot à, thì chúng ta thấy được là nhiều người chỉ trích là tại vì FTX ủng hộ Solana cho nên không thích Cardano cho nên mới dìm Cardano không có cho trade spot Cardano thì Sam Bankman Free nói là không phải gì đâu thì nhiều người nói là tại sao không phải khi mà chúng ta thấy được là cái đồng APT đó đồng Aptos vừa ra thôi thì FTX đã list rồi thì tại sao mà không list Cardano thì uh, Sam Bankman Free nói là đội của FTX sẽ tìm hiểu và sẽ list Cardano tại vì list Cardano thì nó phiền phức hơn là list những cái token ERC20 và một số người là không tin nhưng mà FTX nói là nếu không tin thì có thể cá là trong vòng 3 tháng FTX sẽ có Cardano nghĩa là gì? có nghĩa là khả năng là trong vòng 3 tháng Cardano sẽ có mặt trên sàn FTX khi mà nào mà quan tâm Chúng ta có thông tin đến từ AV và Tesla thì AV và Tesla sẽ được hỗ trợ bởi sàn Robinhood. AV đương nhiên là cái uh, hệ thống DeFi và Tesla là hợp đồng uh, thông minh cạnh tranh với là Solana, Cardano vân vân. Và thông tin kế tiếp là thông tin uh, liên quan đến Twitter thì Twitter sẽ có một cái ví tiền điện tử riêng thì cũng dễ hiểu thôi các bạn thấy là Twitter cũng đã hỗ trợ tip có nghĩa là các bạn có thể tip những người mà trên Twitter sử dụng Bitcoin, Ethereum các bạn cũng có thể là kết nối NFT trực tiếp vào cái profile ở trên Twitter. Bây giờ họ đi bước kế tiếp là sẽ có một cái ví riêng. À, thì tại sao vậy? Có thể là họ cần một cái ví riêng để họ có cái sự quản lý tốt hơn và họ sẽ tham gia vào những cái như là web 3, metaverse vân vân mà không phải dựa vào một cái ví của công ty thứ ba nào và cuối cùng thì cũng có nhiều bạn hỏi thuận về cái và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và nếu mà nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận khác đó thì có thể bấm vào cái link mình dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể à, nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mình tham gia vào những sàn như là Bybit, Binance, FTX và một số những cái dịch vụ khác như mà nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got